Chào bác, hôm nay em lại giới thiệu đến các bác và các anh chị một cái cây đùi gà trắng đột biến. Cái này là nguồn gốc Sơn La, ngày xưa là em mua trên đó. Anh chị nhìn, nó không phải là, nó là trắng họng xanh. Cái này là cây gốc, là cây đùi gà dẹt. Cái này đằng trong nó, cái trụ nhụy của nó là màu trắng, trắng xanh. Cũng trụ nhụy là màu xanh, nhưng còn cái trụ nhị thì nó vẫn là màu trắng thôi anh chị nhé. Thì về cơ bản là một số những cái cây mà nó mới nở nó xanh ấy, rồi sau nó trắng ấy, thì đấy là chuyện bình thường các bạn. Kể cả những cái cây hạc vĩ trắng hay hạc vĩ xanh thì đa phần thì nó cũng mới nở thì nó rất là xanh, nhưng mà sau thì nó trắng. Cái đùi gà này cũng vậy. Thì cái như anh chị thấy ở đây thì là cái môi hoa của nó đó, cái môi hoa của nó đấy. Đấy, trông nó vẫn hơi là vàng vàng đúng không? Vàng vàng xanh xanh đúng không? Vàng vàng thì nó nở lâu thì nó vàng, còn nó mới nở thì cái mắt nó sẽ là hơi mắt xanh. Thực ra thì nó cũng là một cây ăn ba rồi, bởi vì bình thường nó mắt nó màu tím, cánh của nó cũng là màu tím. Thì đây là một trong những cây ăn ba khá là đẹp. Và cái đùi gà, cái này là cái đùi gà dẹt. Và cái chiều hướng phát triển của cái đùi gà dẹt này á thì nó khá là không giống với cả những cái cây hoàng thảo khác, ví dụ như phi điệp hay hạc vĩ ấy. Thì những cây đó thì nó chỉ nở là cây nào lớn năm nào, thì có nghĩa là năm nay lên mầm, đầu năm lên mầm, cuối năm rụng lá và ra hoa. Thì đùi gà dẹt này thì nó là phát triển một năm một mùa rưỡi, có nghĩa là nó sẽ ra được một thân và ra thêm nửa mầm nữa trong vòng một năm vừa rồi. Đấy, thì em sẽ giới thiệu với các bác về cái chậu này để các bác cùng xem. Đây là một cái chậu ngày xưa nó chỉ khoảng từ 3 cái thân già thôi. Đấy, nhưng bây giờ nó rất là to rồi. Đây, 3 thân già. 3 thân già, xong nó lên khoảng được 2-3 những cái thân rụng lá này. Thân rụng lá là 1 này. Thân đang hoa kia là 2. Góc bên đề có một thân là 3. Và khoảng 4-5 thân. 3 thân già lên khoảng 4-5 thân. Xong rồi từ 4-5 thân đó thì năm nay ra hoa. Và cái năm vừa rồi thì nó ra được những cái thân to như này. Đấy, các bác cùng nhìn cả cái búi này. Đấy, thì ví dụ như cái giò đùi gà trắng này á, cái giò này sang năm thì nó sẽ khoảng tầm độ chục tay hoa. Đây, chục cái tay như này là có hoa. Thường thì là các cây khác như phi điệp hay là dòng hoàng thảo ấy, thì đa phần là cứ một năm lớn cái thân này, xong rồi thì là sang năm sau, đầu năm sau ra hoa. Nhưng cái cây này với cái cây hoàng phi hạc khá là giống nhau, nó cùng nó phát triển một năm rưỡi. Như cái cây này nó phát triển một thân và một cái mầm như thế này. Đấy, một cái mầm dài, một cái mầm dài khoảng 20 cm đấy, một mầm dài khoảng 20. Đấy, các bác thấy không ạ, mầm này là mầm nó dài khoảng 20 này. Thì mầm dài khoảng 20 này thì nó sẽ lớn đến cuối năm và nó lại đẻ thêm một mầm như thế nữa, và một cái thân phát triển hoàn thiện đằng trước nó, thân phát triển hoàn thiện đằng trước này. Đấy, đằng trước cái mầm này thì nó rất là tốt, nó đẻ rất là nhanh. Thì để mà đùi gà phát triển nhanh ấy, thì như em hay trồng vào chậu, và cũng có thể trồng gỗ các bác nhé. Trồng gỗ, trồng chậu đều được, tùy các bác. Ai thích trồng cái nào cũng ok cả. Nhưng cái điều quan trọng nó là cần thoát nước tốt. Nó cũng như thằng hoàng phi hạc ấy, nó thoát nước tốt thì là nó sẽ khô. Nó khô thì nó đỡ bị bệnh. Còn cái dòng này mà trồng ẩm quá là nó hay bị thối rễ. Ví dụ như một số những cái cây cái này thì nó có đặc thù khá là giống những cái dòng hoàng phi hạc hay hoàng thảo xoắn. Nó khô khô một chút các bạn. Khô khô một tí thì cây nó sẽ vẫn trồng tốt, chứ còn trồng mà ẩm quá thì nó sẽ rất là khó. Thế nên là lựa chọn cái giá thể của mấy cái cây này là cứ lựa chọn giá thể thoát nước tốt. Ví dụ như là có thể ghép lên những cái gỗ nhãn, gỗ vũ sữa, ghép lên trên cây gỗ cau, ghép các thứ. Cứ loại nào thoát nước tốt thì các bác ghép. Và cái loại vỏ trồng chậu thì có thể trồng vỏ thông than hoa, hoặc một số những cái giá thể thoát nước tốt, sỏi nhẹ, đá bọt, nó thoát nước rất tốt. Còn anh chị mà trồng bột dừa ấy thì nó tốt thôi, nhưng nó chắc chỉ được tầm 1-2 năm một cùng thôi. Và năm thứ 3 là cái tỷ lệ dễ chết nó rất là nhiều. Các anh chị tránh trường hợp là trồng cái cây này bằng rêu hoặc là bằng sơ dừa. Bởi vì rêu hoặc sơ dừa ấy thì nó rất là dễ úng, khi mà mình không kiểm soát được lượng nước thì nó úng phát là nó rất là nhanh bị hỏng bộ rễ. Và khi bị hỏng bộ rễ rồi ấy, thì nó sẽ ăn lên thân và làm cho cái cây đấy nó bị nấm bệnh và nó sẽ bị hỏng. Thì các anh chị lưu ý.
không nên trồng những cái giá thể giữ ẩm quá tốt cho những cái dòng như đùi gà này, đùi gà tròn hay đùi gà dẹt đều được. Hoặc là cái cây hoàng phi hạc hay một số những cái loại mà nó ưa khô ấy, thì anh chị có thể tham khảo thêm trên kênh Thiên Hàng Hoa, em cũng nói khá là rõ. Mỗi cái video về loại nào thì em cũng nói rõ về loại đó là có nên trồng ẩm hay nên trồng ướt, giá thể ẩm hay là giá thể khô, thì nó tùy từng loại. Các anh chị có thể tham khảo thêm trên kênh video trên kênh Thiên Hàng Hoa. Hoặc là những cái bài viết em cũng có viết rất là chi tiết về các loại giá thể phù hợp với loại nào, giá thể nào phù hợp loại nào thì em cũng viết rất là rõ rồi. Các anh chị có thể tham khảo trên đó. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bác. Cái chậu này của em sang năm nó ra hoa khoảng chục cây hoa thì nó sẽ rất là to. Năm nay thì nó ít hoa. Đấy. Nên là hẹn gặp lại các bác vào mùa sang năm. Giò một giò đùi gà trắng rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.